Cùng là Hà Ca Rự nhưng lại có nhiều chữ Hán khác nhau. Ba từ vựng hôm nay chúng mình sẽ cùng học với nhau sẽ là ba từ vựng này. Thế thì mình thử đi xem ý nghĩa của chúng sẽ như thế nào nhá. Đầu tiên mình sẽ quan sát chữ này. Các bạn có thấy cái này nhìn nó giống cái thước kẻ không? Tiếp theo nhá, ở đây các bạn thấy nó giống cái gì nào? À, cái đồng hồ của chúng mình đấy, chữ kế đúng không? Và cuối cùng thì cái này các bạn nhìn ra cái gì? À, cái cân. Thế bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu chi tiết từng chữ một xem thế nào nhá. Đầu tiên mình sẽ có chữ này, Hà Ca Rự. Chữ đầu tiên của mình sẽ là chữ kế ở trong tô kê, là cái đồng hồ ấy. Thế thì nó sẽ liên quan đến đồng hồ, đúng không? Ở đây các bạn sẽ có tính toán nhé. Mình sẽ có chủ yếu nó hay dùng với thời gian này, rồi dùng với tính toán dĩ cảm và kê sang, được chưa? Ví dụ các bạn tính lương thì sẽ là kyu ryo, kê sang sẽ được kyu ryo Hà Ca Rự, được chưa? Nào, thời gian và tính toán nhé, nhớ nhé. Tiếp theo, chữ thứ hai của chúng ta sẽ là chữ lượng này. À, chữ lượng này lúc nãy các bạn nhìn ra hình cái cân ấy, đúng không? Thế thì ở đây mình sẽ có hai cái cân này nhá. Nhớ cái cân nhá. Từ này thì chủ yếu nó sẽ dùng với một cái độ nặng nào đó này, hoặc các bạn có thể dùng với dung tích. Mình có thể dùng với omosa hoặc là yoseki. Các bạn nhớ được chưa? Nào, tiếp nhá. Bây giờ mình sẽ sang chữ thứ ba. Chữ thứ ba này của chúng mình sẽ là chữ chắc nhá. Các bạn đã nghe đến chắc định bao giờ chưa? Ở đây thì từ này của mình sẽ được sử dụng hầu hết trong các trường hợp nhá. Ví dụ như ở đây mình làm gì? À, các bạn đã đi đo huyết áp bao giờ chưa nhỉ? Đo huyết áp thì mình sẽ có ketsue kyo hakaru, đúng không? Tiếp theo ở đây mình có cái gì đấy? Thaiong ke, đúng không? Thaiong ke này mình đo nhiệt độ ấy, thì mình sẽ nói là gì? Thaiong o hakaru, đúng rồi. Thế còn cái thứ ba này mình đang đo cái gì nhỉ? À, chiều cao, đúng rồi. Chiều cao của các bạn sẽ là shincho hakaru, được chưa? Ngoài ra thì mình có thể dùng với thậm chí cả chiều sâu này, chiều dài hoặc là cả năng lực nữa nhá. Các bạn đã nhớ được điểm khác nhau giữa ba từ này chưa? Bây giờ thì để mình có thể hiểu rõ hơn, mình sẽ cùng nhau đi làm bài tập nhá. Câu đầu tiên của chúng mình ở đây. À, các bạn có thấy em mèo này đang ngồi trên cái cân? Thì mình cũng sơ sơ đoán được đáp án rồi, đúng không? Mình sẽ cùng nhau đọc câu này nhá. Ở đây mình sẽ có shin tai sokte de jiu tai o honyarara no de kino kara nani mo tabete nai. À, các bạn sẽ hiểu câu này là gì đấy? Từ hôm qua đến giờ mình không ăn gì cả. Vì sao? Vì mình sẽ phải kiểm tra các thông số cơ thể, mình sẽ phải đo, đúng không? Ở đây vì chỗ này có cân nặng nên mình sẽ chọn được ngay đáp án của chúng ta sẽ là hakaru mà dùng chữ lượng này. Các bạn nhớ nhá, trọng lượng đấy, đúng không? Lượng là cân. Ngoài ra thì chúng mình có thể dùng với cái đáp án hakaru là chữ chắc này cũng được nhá. Các bạn có nhớ là chữ này thì nó sẽ được sử dụng trong hầu hết các trường hợp không? Ok, bây giờ mình sẽ sang câu thứ hai này. Câu thứ hai của chúng mình có cái gì nào? Các bạn thấy ở đây có cái bản đồ, đúng không? Mình sẽ cùng đọc câu này nhá. Câu thứ hai của chúng mình sẽ là Google Map wo tsukatte kyo dio hakaru, đúng không? Cả ba đáp án cùng hakaru. Thế thì chỗ này có khoảng cách và cự ly chính là độ dài. Chính vì độ dài nên mình sẽ chọn chữ nào? Chữ chắc này nhá, nhớ nhá. Chữ chắc là cái chữ cuối cùng vừa nãy ấy. Bây giờ mình sẽ sang câu thứ ba nhá. Câu thứ ba của các bạn ở đây mình đang làm gì? Đang đun nước, đúng không? Thì mình sẽ có oyu o irete sampun honyarara. À, ba cái từ này mình sẽ chọn từ nào? Đúng rồi, chỗ này các bạn nhìn thấy 3 phút. 3 phút của chúng ta sẽ là thời gian, đúng không? Thời gian nên mình sẽ phải chọn chữ gì? À đúng rồi, chỗ này sẽ là chữ kế. Các bạn nhớ nhá, thời gian chính là cái từ ở trong đồng hồ ấy. Đồng hồ nên mình sẽ phải đo bằng chữ kế này. Ngoài cái đáp án 1 này ra thì mình có thể chọn đáp án 3 này cũng được nhá. Các bạn thấy ở đây mình có cái ký hiệu như thế này, có nghĩa là nó sẽ ít sử dụng hơn cái từ bên trên. Các bạn đã hiểu câu này chưa? Bây giờ mình sẽ sang câu tiếp theo nhá. Câu thứ tư của chúng mình thì các bạn thấy ở đây là các em ấy đang tập thể dục, đúng không? Câu này thì mình sẽ có là Shin gakki no hajime ni wa shintai nōryoku wo honyarara testo ga okonawareru. À, câu này mình sẽ hiểu là vào đầu một cái học kỳ mới thì người ta sẽ tổ chức, người ta sẽ tiến hành kiểm tra, đúng không? Tiến hành kiểm tra thể lực nhá, đo các thông số đấy. Thế thì các bạn sẽ thấy ở đây phải dùng từ nào bây giờ? Các bạn nhìn thấy cái từ này không? Cái năng lực này thì mình sẽ dùng với cái từ mà có phạm vi sử dụng lớn nhất, chính là hakaru này. Các bạn nhớ ra từ này chưa? Bây giờ mình sẽ sang câu nữa nhá. Câu thứ 5 này. Câu thứ 5 của chúng mình sẽ là gì đây? Các bạn sẽ thấy hai người này đang hẹn hò. Và anh này sẽ phải làm gì? Sẽ phải nghĩ xem bao giờ thì mình sẽ tỏ tình với cô ấy thì thích hợp nhất, đúng không? Thế thì mình sẽ có kokuhaku suru taimingu wo hakaru. Taimingu wo hakaru của các bạn là một cụm nhá. Taimingu chính là thời gian. Ngoài ra thì từ này còn một ý nghĩa nữa, chính là thời cơ ấy, cái khoảng thời gian thích hợp. Thế thì phải là cân nhắc, phải nghĩ, phải tính xem, đúng không? Cứ thời gian thì chọn đáp án nào nhỉ? Các bạn trả lời được ngay không?
À đúng rồi, đáp án của chúng mình sẽ là chữ kế này. Mình hãy nhớ lại cái đồng hồ đầu tiên nhá. Ok chưa? Ừ. Tiếp theo, bây giờ mình sẽ sang câu bài tập thứ 6 này. Câu 6 của các bạn ở đây mình sẽ có một systeme. Systeme của các bạn là một hệ thống, thì mình thử xem nó là hệ thống gì nhá. Ừ, ở đây mình sẽ có hiro storesu honyarate systeme. À, bài này là mình sẽ phải chọn chữ Hán chứ không phải từ vựng rồi. Các bạn sẽ lấy chữ nào ghép vào đây để thành một từ vựng nào? Ừ. Câu này của chúng mình sẽ là ghép chữ này lên đây thì mình sẽ có storesu sotte system. Ở đây thì các bạn sẽ có cái này là một hệ thống nhá, hệ thống đo và kiểm tra xem các bạn đang mệt ở mức độ nào, các bạn đang bị căng thẳng, áp lực hoặc là stress đến đâu rồi. Các bạn đã hiểu được ba từ này khác nhau như thế nào chưa? Bây giờ thì để chúng mình có thể xem video hiểu và nhớ được luôn thì chúng ta sẽ cùng nhau đi ôn tập một lần nhá. Ừ. Hôm nay chúng mình cùng học ba chữ Hán này cùng phát âm là hakaru. Đúng rồi. Chữ đầu tiên của mình sẽ giống cái đồng hồ. Chính vì thế nên nó sẽ dùng với thời gian này và hay dùng để tính toán nhá. Các bạn nhớ tính lương vào đấy không? Ừ. Tính toán. Đây, đồng hồ và tính toán này. Tiếp theo, từ thứ hai của chúng ta sẽ là chữ lượng này. Lượng, lượng thì sẽ liên quan đến trọng lượng đúng không? Lượng sẽ dùng để đo một cái độ nặng nào đấy hoặc là dung tích nhá. Mình nhớ nhá. Nhớ cái cân này là được. Và từ cuối cùng chúng mình học với nhau sẽ là chữ này, chữ chắc của các bạn ở trong chắc định nên nó sẽ là đo. Và đo này thường sẽ dùng với hầu hết mọi thứ nhá, thậm chí cả độ sâu, cả năng lực nữa. Được chưa? Hầu hết mọi thứ luôn. Nhớ lại một vài cái điển hình sẽ là đo nhiệt độ này, rồi là đo huyết áp và đo chiều cao. Được chưa? Các bạn đã nhớ được tất cả những điểm khác nhau của ba từ này chưa? Ok nhá. Bây giờ trước khi kết thúc video này thì mình sẽ có một nhiệm vụ nhỏ cho các bạn đây. Đó là mình sẽ có một cái cụm này. À, cụm này của chúng mình sẽ là Shin-i-o Hakaru. Theo các bạn thì mình sẽ sử dụng ba chữ Hán nào trong ba chữ Hán chúng mình vừa mới học xong? Các bạn nhớ để lại comment phía dưới nhé, xem mình có hiểu bài không nhá. Ok, video này của chúng mình được thực hiện bởi Diki Online và sẽ lên sóng vào 8 giờ tối thứ 3, 5, 7 và chủ nhật hàng tuần. Các bạn nhớ like fanpage của Diki và đăng ký kênh YouTube của Diki để không bỏ lỡ những bài học mới nhất của chúng mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Gokinyo.